mua xe chuẩn soái ca nhận ưu đãi hấp dẫn từ Honda Việt Nam. Từ ngày 7 tháng 4 đến hết ngày 7 tháng 6, Honda Việt Nam hỗ trợ phí đăng ký xe lên tới 3 triệu đồng cho khách hàng mua xe Winner X và E-Blade 150 phân khối. Honda E-Blade lần đầu tiên giới thiệu đến khách hàng Việt Nam vào tháng 9 năm 2011. Đến tháng 12 năm 2019, phiên bản hoàn toàn mới với sự bổ sung phiên bản phân khối 150 phân khối đã được ra đời, khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ. E-Blade 150 phân khối sở hữu thiết kế đẹp mắt, kiểu dáng mạnh mẽ, hiện đại, được biến hóa tinh tế các chi tiết nhằm nổi bật hình ảnh đậm chất nam tính, uy lực mà vẫn có sức hút riêng. Phiên bản động cơ 150 phân khối lần đầu tiên xuất hiện với sự bứt phá vượt trội, được tin tưởng tạo nên trải nghiệm lái khác biệt cho khách hàng nhờ hàng loạt các tiện ích đẳng cấp hàng đầu như hệ thống khóa thông minh Smart Key, hệ thống phanh chống bó cứng ABS, cổng sạc tiện lợi. Thế hệ E-Blade mới tiếp tục được khách hàng tin tưởng lựa chọn, trở thành mẫu xe tay ga thể thao mạnh mẽ, chuẩn soái ca được bán chạy hàng đầu. Winner X được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2019, với kỳ vọng sẽ tạo ra một thế hệ xe côn tay mới, thống lĩnh những đam mê và xúc cảm của khách hàng yêu thích phân khúc này. Sau hơn một năm rưỡi có mặt trên thị trường, Winner X tự hào không chỉ chứng minh được vị thế hàng đầu trong phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ với hơn 226.000 xe được bán ra mà còn thể hiện được sức hút mạnh mẽ khi kết nối được những người đam mê tốc độ và trải nghiệm, tạo thành Liên minh Winner. Với hơn 15.000 thành viên trên khắp cả nước, Liên minh không chỉ là cơ hội để kết nối những bạn trẻ yêu thích mẫu xe Honda Winner, mà còn là hình mẫu cộng đồng điển hình thể hiện cho sức mạnh của những người khao khát chinh phục chiến thắng, từ đó tỏa ra nguồn năng lượng tích cực thúc đẩy những thành viên gặp gỡ, chia sẻ đam mê, khám phá những trải nghiệm đất trời quý giá và cùng nhau thực hiện những hoạt động ý nghĩa. Dù mới hoạt động chỉ một năm trở lại đây, nhưng Liên minh Winner đã mang đến hàng nghìn phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm phải đối phó với đại dịch Covid-19 và quyên góp được hàng trăm triệu đồng gửi tới trẻ em các tỉnh miền Trung. Với mong muốn không chỉ đem đến cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng cao mà còn nhân thêm niềm vui mua sắm cho khách hàng, từ ngày 7 tháng 4 đến hết ngày 7 tháng 6 năm 2021, Honda Việt Nam thực hiện chương trình tri ân hấp dẫn với tên gọi Hành trình năng động, xe phải xứng tầm dành cho hai mẫu xe hàng đầu cho phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ và xe ga của Honda Việt Nam là Winner X và E-Blade 150 phân khối. Theo đó, khách hàng mua xe Winner X ngày bắt đầu bán hàng từ 16 tháng 7 năm 2019, không áp dụng cho những xe ra mắt sau ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại hết và cửa hàng bán xe máy tổng hợp sẽ được hưởng mức phí hỗ trợ đăng ký xe 3 triệu đồng trên